Có mấy con chó đang ngồi dễ thương nè các bạn. Cảnh quá đã ha. À, đứa nhỏ thích lắm. Trời có ánh nắng như thế này, ra biển quá tuyệt vời luôn. Nước trong xanh luôn ha. Wow, nước xuống tới quay mấy con cua nè. Vui không? À, nước xuống các bạn ơi, hôm nay nước xuống nè, mấy bữa mình tới nước cao quá. Hôm nay còn dẫn theo mấy con chuột lang với mấy con thỏ ra biển nữa nè. À, mấy con thỏ chở đi trên lồng trên xe đó các bạn. Đấy. Chuột lang rồi thỏ rồi gì dẫn ra biển muối cát rồi chiều về tắm nè, chiều về. Thấy vui chưa? À, dẫn thỏ rồi dẫn chuột lang ra biển chơi nè. Thích đó. Chuột lang có vẻ thích cát biển nè. Coi chừng thỏ đi mất. Bứt cỏ cho thỏ ăn đi. Nè, đi ra biển ăn cỏ biển nè. Biết nổi không? Coi dễ thương chưa? Dành ăn nè. À, để mình lên trên nè. Để giỏ này. Để mình lên trên mình bứt một mớ cỏ cho chuột lang với thỏ ăn nha. Đây, cái loại rau mã đề này thỏ rất là thích nè. Ở ngoài biển cũng có mã đề nữa ha. Cái này mã đề phải không? Mọc cứng quá các bạn. Cái tay để mẹ đây. Đây. Rau thỏ thích đây. Thỏ thích á. Ăn đi. Thỏ bông. Nè. Con thích mà. Con thích ăn cái này mà phải không? Ra biển nằm nghỉ ngơi ha. Lâu lâu đổi không khí ra biển bữa. Ăn cả riêu mắt luôn các bạn. Đó, ra biển núp vô một cục đá biển ngồi để ăn. Dễ thương chưa? Gia đình của mình đó. Đứng đó. Mấy đứa nhỏ đứng đó. Đứa thì chơi cá. Rồi con gái thứ nhì của mình đó đang mặc bao tay vô để ôm con chuột lang. Rồi mình sẽ đi ra biển. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra biển, mình quay sơ chỗ này coi có mấy con cua nhỏ nhỏ không nha. Cho các bạn xem. Đứng nghe đẹp quá chừng ha. Quay đi mẹ này, con gái mình chạy theo nè. Ra mẹ coi thử có mấy con cua không? Nước xuống nè các bạn. Xuống thì có rất là nhiều mấy con cua nhỏ nhỏ đó. Ra tới đây thơm mùi biển thiệt đó các bạn. Con chích cho nó xịt đó. Nó xịt đó hả? Nó xịt nha, mùi môi cho mặt nó. Ê. Con gì đây? Con gò xịt nó nha, mùi môi á. Mấy con gì đây các bạn ơi, không bạn biết mấy con này là con gì không? Mình không có biết, giống mấy con sứa biển ha. Cái xịt gì đó. Cái xịt nghe mùi hôi. Nghe chiếc tàu ở đâu đó. Hey, mấy cái chỗ này là mấy bữa ngập nước nè, bây giờ nước xuống nè. Văn Vi, Vi mẹ dỡ cục đá lên tìm cua không? Wow, cái rồng biển bự chưa nè. Giống con rắn hết sức ha. Đó, các bạn thấy chưa?
Wow, đem về ha, đem về nhà trồng cây á. Ok, cái rong biển quá bự luôn nè. Mình kéo ra cho các bạn xem nè. Wow, nhìn lạ không các bạn? Rong biển quá lạ luôn. Nó có một cái tròn tròn rồi ra một cái dài giống như là cái ngó sen ha, nhưng mà nó có một mớ lá rong biển nè. Mình kéo ra nắng cho các bạn xem cho nó rõ nè. Các bạn ơi, lấy được cái rong biển bự nè. Đó, các bạn thấy dài chưa? Dài ha. Mình kéo ra cho các bạn thấy. Giờ mình thử mình cầm cái rong biển nè, các bạn thấy không? Nó đã chưa? Đó, nó cao hơn mình nữa. Đó, dài, dễ sợ chưa? Cái này chắc chắc cũng phải 3 mét đó các bạn, 2 mét mấy, 3 mét đó. Dài quá chừng à, các bạn thấy rõ chưa? Quay vòng nha. Ra biển vui quá các bạn ơi. Mình cầm lên cho các bạn xem nè. Nhìn nhìn cái này về nó chè ăn ngon là hết sức luôn các bạn. Đã chưa? Đó, có cái đuôi đàng hoàng nè. Rồi, có cái trái nè. Có cái trái, có cái đuôi, thấy chưa? Cái rong biển mà thấy lạ. Rồi ở đây lại có một mớ cái rong biển này mà về sắt ra nấu chè rong biển hay canh rong biển gì ăn không biết có được không nữa. Dày lắm các bạn, dày thì là dày ha. Đứng xa cho các bạn xem nè. Đó, đã chưa? Dính cát rồi đó. Nhìn này đem về làm phân cho cây được đó ha. Biết ăn có được không? Ăn thì sợ độc quá. Đó, chừng này khoảng hơn 1 kg đó các bạn. 7 kg rưỡi đó, nặng lắm á. Đó, thôi bỏ xuống nha. Em la 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 la. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ướt nhân nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, mùa đông à. Có bài gì về biển hát không à? Hay con chim biển nè, mình thấy dễ thương chưa? À, chạy đó, chạy đó. Ăn gì đó anh, đút cho trái nho. Tay anh có dính hương thỏ không? Thôi em thèm ăn tay anh đâu. No, tay anh dính con thỏ. Để em tự em ăn. Cầm nguyên cho mình. Ăn nho các bạn ơi. Ra biển đi dạo ăn nho nha. Ăn hết chùm nho này mình sẽ đi dạo hết cái cảnh biển. Các bạn thấy tàu nè. Đó, đẹp chưa? Biển này mùa hè á, từ nhà mình mà ra biển này khoảng 25 phút đó các bạn. Rồi đi khoảng 12 giờ hay là từ 12 giờ tới 2 giờ thì nước nó còn xuống để cho mấy đứa nhỏ chơi, chứ mình đi khoảng chiều chiều 4-5 giờ cái là nước nó lên. Cái chỗ này, cái bãi này nó rất là chặt, nước lên là chặt lắm, không có chỗ chơi. Nó lên tới cái thềm bên kia kìa các bạn. Dạo biển ăn nho xanh nha. Để cầm cái tay bên này. Đó.
hôm mình ăn ăn cua xanh đó vẫn còn, mua tới 3 kg nho ăn đâu có hết đâu, giờ đem ra biển đi dạo ăn, nói chuyện với các bạn cho vui nè. Nho này nó ngọt lắm các bạn. Các bạn hỏi mình là sao cứ hỏi chồng cô là người Việt hay người Mỹ là sao? Chồng cô là gốc người Việt Nam nhưng mà có quốc tịch ở Mỹ thì gọi là người Mỹ gốc Việt, phải không các bạn? Mình cũng vậy. Các bạn thấy đứng đây đẹp chưa? Chỗ kia có chiếc tàu kìa. Đó. Ánh sáng chói quá không thấy được. Ăn biết có hết chùm nho này không? Dàn nho nhà mình sắp chín rồi. Thì bữa chín tha hồ mà ăn nha. Nho nhà mình trồng nó không có bự bằng nho này đâu các bạn. Chỗ kia có mấy vịt biển, mấy con chim biển. Mình đi dạo tới đó mình quay cho các bạn xem nha. Hôm nay mình mặc cái xà rong nè. Mang dép kẹp đi ra biển. Đó. Nhìn biển cát đẹp ha. Ra tới biển cái không khí rất là thích, thoải mái thiệt. Tới đây nè, mấy con chim biển quá chừng luôn nè các bạn thấy không? À, đẹp quá ha. Wow, nhìn thiệt là thơ mộng, quá đẹp luôn. Cảnh vật đẹp quá chừng. Biển xanh, nắng thì đẹp nữa. Đi dạo biển xong thấy mấy chú chim ngừng lại quay cho các bạn xem nè. Ba cô chim biển kia, có một con chim biển trắng này nè, nó rất là dữ các bạn. Đó, để mình thử cho nó thử trái nho nha. À, cho trái nho. Ăn liền các bạn ơi. Ăn nho nè. Đó, ngon chưa? Dành nhau. Dễ thương ha. Nữa nè. Đó, cho nó gần gần, nó chạy tới gần mình tí nè. Không dám nè. Không dám. Úi chà, đã thiệt. Ăn được cái nho rồi. Lượm trái này cho nó. Ok. Con chim biển trắng này nó dữ lắm các bạn. Đó, có một trái rồi mà cho con kia một trái mà tới nó giành đó. Đó, quá chừng giành. Đó, ăn hết chùm nho của Vinh rồi. Hello. Nó ăn nho đó các bạn. Chừng mình đang để và mấy chim bay xuống đó. Chim kia gấp được cái gì nè? Gấp được cái gì đây? Chạy hả? Gấp được con gì vậy? Gấp được con gì các bạn ơi? Nè nè nè. Đây cho trái nho nè, nửa trái thôi. Đó. Đó, cho nửa trái. Tới giành quá chừng là giành nè. Nè nè nè, chạy kìa. Nhìn vui quá các bạn. Có mấy trái nho thôi mà tới giành nè, chuẩn bị nè, bẻ đôi đó nha. Mỗi con nửa trái. Ok. Đó, đó ăn chim trắng tới nè, bá chủ đó, tới phá. Đó, thùng dữ thiệt, nãy giờ ăn mấy trái rồi, 4 trái rồi đó mà còn tới giành kìa. Đó, cắn nè. Dữ quá. Đó, dữ. Ham không? Dành riêng một mình món nho là riêng chim trắng ăn thôi đó, dí mấy chim đen bay hết trơn vậy đó. Dữ thiệt. Thôi, cho ăn vậy đủ rồi.
tiếp tục đi dạo biển đến mình ăn tiếp các bạn ơi. Nhiều con chim nó rất là ham ăn các bạn. Mình cầm nguyên chùm nho này có thể nó bay tới, nó gấp, nó mổ vài trái nho đó các bạn. Chạy theo xin ăn. Mình đi mà mấy con chim này đi theo nè các bạn. Các bạn theo. Đó, các bạn theo chân mình đi dạo biển nha. Dạo biển ăn trái cây. Nhiều chim biển quá chừng. Cái con kia kìa, cái con hung dữ kia kìa nè, giờ nó bơi đi rồi. Thử mình giục ra một trái ở ngoài biển thử nó ra ha. À, thu gần lại cho các bạn xem nè. Chìm, nó chìm nó không ăn được. Con này tội nghiệp quá. Cho trái nho nè. Đó. Đó, ăn liền các bạn. Dễ thương chưa? Nho xanh, ngọt chứ không chua đâu. Chua chua ngọt ngọt các bạn, không có chua lắm. Ăn được, chim biển ăn nè. Thú vị ha. À, dễ thương chưa? Ăn nữa không? Cho một trái nữa nè. Đó. Đâu mất rồi? Con dữ, hung dữ kia nè. Hung dữ nè, hung dữ nè. Đó, cho hung dữ cá đó. Ú chà. Chim ăn chim dễ thương ha. Còn chim này không có nho ăn, đi ăn rong biển nè. Che à? Che nho rồi. Không phải che đâu, đang dụ tao rồi, tới gấp rồi. Thấy chưa? Nè. Cho trái nè. Đó. Mấy con đó, cho đó. Gấp liền. Thôi quay mấy anh chim biển tí thôi nha các bạn. Nhìn thương hết sức luôn, gấp trái nho bơi kìa. Coi ghét không? Đó, ra biển rồi ăn rồi nó rớt mất chi. Nuốt luôn các bạn. Ham ăn thiệt đó. Đẹp không các bạn? Nhìn dễ thương ha. Quá đẹp luôn á. Ôi, lội lên đây làm gì đây? Ăn hết rồi lội lên à. Con chim trắng này lên nó ăn hiếp mấy con chim đó đó đó. Nó lên là nó dí mấy con chim kia liền. Thôi ha. Hello thỏ bông. Hello. Ăn đi. Nè, cho thỏ bông ăn trái nho nè. Nó cho chua không? Nó cho chua kìa. Ham ăn nho lắm. Nãy cho con chim ăn rồi. Ngon không? Thỏ đen ơi, tới đây cho ăn trái nho nè. Thương chưa? Nãy cho mấy con quạ, mấy con chim mất hết mấy trái rồi. Uổng chưa? Mấy con quạ dữ quá à. Cho thỏ ăn dễ thương nè. Tới cho chuột lan ăn rồi. Ê, thích ăn nho không thỏ đen? Đó, con nào cũng mê hết các bạn. Nho ngon mà. Ngọt lắm á. Nhai đã chưa? Má con gì vậy? Má đâu biết hả? Má ai ăn cream rồi?
thêm cái ghế vô kìa. Ngon không thỏ đen? Ngon chưa? Nè, say luôn rồi. À, vô trong này có bán kem nè các bạn. Cái bình muốn gì? Hả? Cái bình muốn màu gì? Nào. Con thích cái đồ ăn nào thì con mua đi. Lâu gì mà lâu, nó thích thì em mua đi. Thích nào? Hot rock hả? À, có cái gì chiên chiên cái bình thích kìa. Gần biển có bán đồ ăn nè. Đó, nó ba mua cho. Kìa, có cây chuối kiển nè. Bộ chuối kiển đẹp chưa các bạn? À, quá đẹp nha. Đi đâu đây? Quay làm chi? Kevin tới đây con. Đi đâu vậy? Tới bàn ngồi nè. Đó thì rồi. Cho con đi. Bán sân bô nè. But they're big and they're very aggressive. This is their foot and their body, and there's a lot of water in it, so they can actually expel that water and bring it all back into the shell. Wow. Bring the whole body into the shell. Đây có gì đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.